À, bây giờ chúng ta cùng đi giải bài tập sau đây. Đầu tiên là chúng ta dịch đề bài sang tiếng Việt. Cái câu này nghĩa là đề bài cho chúng ta biết rằng chúng ta có một đa thức fx cho bởi công thức 3x mũ 3 trừ đi 6x bình phương cộng x trừ a Cái câu này dịch ra là chia hết cho Chia hết cho đa thức x trừ 1 Khi đó giá trị của biểu thức B là từ này là từ biểu thức này Còn này là khi đó này Cái này là từ giá trị Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm bài này Thì để, để làm bài này thì chúng ta phải vận dụng công thức sau đây Ta vận dụng công thức về phép chia của hai đa thức Thì bài này có hai cách làm Nhưng mà thầy giới thiệu cho em cách làm ngắn gọn nhất Nếu như chúng ta có cái đa thức này Nếu đa thức AX Chia hết Cho đa thức BX Thì Chúng ta sẽ giải quyết như sau Bước thứ nhất là em sẽ Xét hoặc là em cho cái đa thức bx này tức là đa thức chia đấy nó bằng không sau đó em tìm ra giá trị của x em tìm x ở đây giả sử chúng ta tìm được ra ví dụ x bằng một số nào đó đi giả sử x bằng x không giả sử x chúng ta tìm ra một giá trị x không nào đó sau đó để đa thức ax này chia hết cho đa thức bx thì cứ đâu là x chúng ta thay bằng x0 vào công thức của đa thức ax này tức là chúng ta có a chữ x em thay bằng x0 thì ta được kết quả bằng 0. Rồi bây giờ vận dụng vào đây. Vận dụng vào đây thì em thấy là chúng ta có cái đa thức ax như ở trong công thức này thì nó chính là bằng cái đa thức Fx này. Và công thức của nó là 3x mũ 3 trừ đi 6x bình phương cộng x trừ a. Thế còn cái đa thức Bx của chúng ta ghi ở trong công thức thì nó chính là x trừ 1. Vậy thì bây giờ vận dụng cái công thức này Chúng ta đi làm bước đầu tiên là em đi em xét Hoặc là em ghi là cho cũng được cái đa thức bx này nó bằng 0. Tức là em có điều gì? bx này là chính là bằng x 1. Em cho x 1 bằng 0. Thì từ đây em có được x bằng 1. Thì cái số 1 này nó đóng vai trò là cái số x0 như chúng ta ghi ở công thức đây. Để x bằng x0 thì trong tình huống này x0 là số 1. Giờ đến bước thứ hai, chúng ta lý luận là để cho cái đa thức ax mà cụ thể ở đây đó là f(x) chia hết cho cái đa thức bx tức là đa thức x 1 này thì bây giờ ở trong cái công thức của đa thức f(x) này cứ đâu là x em thay bằng cái số 1 này vào tức là chúng ta có f này đóng ngoặc ngoặc bỏ chữ x đi thay bằng số 1 và sau khi thay xong ta được kết quả này bằng 0. Rồi bây giờ em vận dụng vào đây chúng ta suy ra. f1 ở à đây này cứ đâu là x em thay bằng số 1 vào đây. Như vậy ở đây chúng ta có 3 nhân với x mũ 3 tức là 1 mũ 3 trừ đi 6x bình phương là 6 nhân với 1 bình phương cộng x là cộng với 1 trừ đi a và bằng 0. Rồi giờ em tính toán Chỗ này tính là bằng 3 Chỗ này bằng 6 Chỗ này cộng 1 Trừ đi A bằng 0 Rồi tiếp theo ở đây em tính ra 3 trừ đi 6 là âm 3 Cộng với 1 là âm 2 Trừ đi A bằng 0 Bây giờ em chuyển vế Chúng ta có trừ 2 bằng A Có nghĩa là em có A bằng âm 2 Rồi sau khi em tìm ra A bằng âm 2 Em thay vào cái đa thức có tên là B này Để bài yêu cầu là Giá trị của biểu thức B là bao nhiêu Thì ở đây Cứ đâu là A em thay âm 2 vào đây Thì chúng ta sẽ tính được B Như vậy em suy ra B bằng Đây em nhìn vào đây nhé A mũ 2 Tức là âm 2 Đóng mở ngoặc tất cả mũ 2 à, Cộng với A là cộng với âm 2 Trừ đi 5 Đóng mở ngoặc Tất cả mũ 2021 Bây giờ em tính ở trong ngoặc đi Âm 2 tất cả mũ 2 Bằng 4 Sẽ đây thành trừ 2 Trừ 5 Mũ 2021 Rồi bây giờ em tính này 4 trừ đi 2 là 2 2 trừ đi 5 là âm 3 Đóng mở ngoặc mũ 2021. Thì ở đây chúng ta thấy âm 3 là một cái số mũ Một cái số là số âm Số âm mà mũ là số lẻ như vậy ta viết thành âm 3 Bỏ ngoặc đi mũ 2021. 0 Rồi đến đây thầy nhớ nhắc cho em cái công thức này Khi mà em gặp một cái số trừ A nếu mà số mũ của nó là số chẵn Số chẵn thường là số 2 à, Số 4 Vân vân Thì trong tình huống này Cái dấu trừ em bỏ đi Em ghi là A Mũ chẵn Ta lấy ví dụ như thế này Ví dụ như bây giờ ta có một cái số Ví dụ âm 3 Mũ 2 chẳng hạn Thì chúng ta có thể viết cái này thành 3 mũ 2 Tuy nhiên nếu em gặp cái tình huống là Trừ A mà cái mũ của nó là mũ lẻ Mũ lẻ thường là 3 hoặc là 5 Vân vân Thì lúc này em bỏ dấu ngoặc đi Chúng ta ghi trừ đi À mũ lẻ Thì là ví dụ như thế này Ví dụ như bây giờ chúng ta có Âm 3 Mũ 5 chẳng hạn Thì chúng ta sẽ ghi thành Âm 3 bỏ ngoặc ra Mũ 5 như thế này Rồi như vậy thì ở đây em thấy kết quả bằng âm 3 mũ 2021. Này thì đối chiếu với các phương án của câu hỏi này ta chọn đáp án D. Sau đây thầy sẽ đưa ra một số bài tập tương tự như bài chúng ta vừa làm để các em tự luyện, sau đó các em so sánh với đáp số. Đây ví dụ như bài này. Nó có 4 phần. Tìm a biết đa thức 2x mũ 3 Trừ 3x bình phương cộng x cộng a Chia hết cho x cộng 2 Các phần 2, 3, 4 cũng tương tự như vậy Bây giờ thầy sẽ đi trình bày mẫu cho em một phần Thì ở đây em thấy là cái đa thức này Người ta chưa đặt tên Trong khi đó ở cái câu hỏi này Thì đa thức này nó có tên rồi Tên là fx Vậy thì khi làm bài Em có thể đặt tên cho nó hoặc không Tùy em, không vấn đề gì cả Bây giờ sử thầy không đặt tên Thầy cứ để vậy ta làm Ví dụ cho phần 1 này Thì đầu tiên em sẽ đi em set Cái này X cộng 2 Em cho nó bằng 0 Từ đây em suy được ra X bằng âm 2 Khi có x bằng âm 2 rồi Em lý luận Để Đa thức 2x mũ 3 trừ đi 3x bình phương cộng x cộng a chia hết cho đa thức x cộng 2 thì nếu như mà chúng ta không đặt tên cái đa thức này thì em cứ thay trực tiếp vào đây tức là cứ đâu là x em thay bằng âm 2 vào kết quả này bằng 0 như vậy ở đây chúng ta có là 2 nhân với x mũ 3 tức là âm 2 tất cả mũ 3 trừ đi 3 nhân với âm 2 mũ 2 cộng với âm 2 cộng với a bằng 0 bây giờ em tính toán này 2 này, đây là âm 8 trừ đi 3 đây là nhân với 4 trừ 2 cộng a bằng 0 đây là âm 16 cho này là âm 12 cho lại là âm 2 Cộng A bằng 0 Đây em rút gọn đi Tất cả nó bằng âm 30 Cộng A bằng 0 Rồi từ đây chúng ta chuyển vé sang Ta có A bằng 30 Rồi như vậy thì bây giờ à, Tương tự như thế này Đối với phần 2 Thầy sẽ đưa đáp số Để các em so sánh nhé Đáp số phần này là ta có A bằng âm 12. Phần thứ 3. Ta có A bằng 5. Và phần cuối cùng. Em có A bằng âm 10. Rồi như vậy chúng ta kết thúc bài tập này tại đây hẹn gặp lại các em ở các bài tập tiếp theo